Hello, xin chào tất cả anh em đam mê ong, đánh bắt ong nhá. Hôm nay mình lại đi vào rừng ấy, đánh hai tổ ong vàng ấy. Cái ong vào lòng đất ấy, tí mình sẽ quay cho mọi người anh em cùng xem cái tổ hai cái tổ ong đấy. Mình đang đi trên đường ấy. Thì đi vào cái chỗ tổ ong đấy, cái khu đấy. Và mình sẽ quay lại cái cảnh mình bắt ong nhá. Cái tổ ong kia mình cũng đã thấy khá là lâu ấy, cách đây khoảng nửa tháng rồi. Mình cũng có một cái thời gian bận ấy, thì mình chưa đi được. Hôm nay có thời gian rảnh mình đi bắt được thì mình bắt đầu đi bắt và làm video cho anh em cùng xem ấy. Mình thấy cây nhựa này đã bị, hình như là cây này không làm nhựa nữa hay sao ấy, cuốn cây túi bóng lên ấy. Mấy cây khác vẫn làm đây. Thì mình thấy lạ lạ, mình đang ngó xem cái cây nhựa kia. Chỗ mình đây ngày xưa ở đây nhiều ong á, năm nay chưa thấy tổ nào ở trên cây ấy, chưa thấy tổ ong chân vàng thôi. Mình sẽ quay lại camera sau cho mọi người cùng xem này. Cái khu trước mặt này ngày xưa mấy năm trước ấy thì tổ ong có rất là nhiều luôn mọi người ạ. Không biết mấy năm nay nhiều người đánh quá hay sao, ong không kịp lớn ấy. Anh em ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mặc áo này. Bây giờ cũng gần tối, trời nó mát đấy. À, cởi giày đã. Vừa xuống suối rửa cái mặt cái cho nó tỉnh. Đây, mình có mang theo cái cuốc bé bé này, túi bóng để đựng. Mình không có cái ba lô nên phải đựng vào cái bao. Đây là áo liền nha anh em nhé, liền hết. Giờ sẽ đi nào anh em nào, bắt đầu thấy nóng ấy, anh em ạ. Đây, tổ
ho trên này. Sẽ dùng dao cắt cây này tỉa. Đây có vàng đây anh em. Tối anh em ạ, nhìn không thấy gì luôn. Tối om luôn. Tay mình với không đến tổ luôn ý, nó rất là khó lấy cái tổ của nó. Đây,
đây vào rất là nhiều. Tổ nó quá sâu bởi vì cái này là cái gốc cây anh em ạ. Cái này gốc cây không thể tổ nó lấy được. Chưa thấy cái tổ của nó, chưa chạm vào cái xác của nó luôn ấy. Quá là sâu, rất là đông, không biết tính chất của lượng đây. Mình mang cái cuốc bé này đi, nó rất là thiếu. To đấy chứ, mà sâu quá không thể lấy được. Thank you.
vãi hết mồ hôi rồi. Sao lại dập dạp thế này? Trời ơi, vãi hết mồ hôi, còn lậm giạc nữa. Ôi, vẫn đuổi theo mà. Tổn ác chưa? Ôi. 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 Ra phổ ngoài này chiến đấu nhanh, chỗ này có khi nhanh hơn anh em ạ, chỗ này ít quân nữa, chỗ này rất là ít quân. Đây anh em, chỗ này nó ngay ở đây luôn, không biết có lấy được không nữa. Quá nóng. Chỗ này quân nó chưa ra, móc móc này quân chưa ra. Chỗ này cũng rất là sâu ấy. Rất là sâu anh em ạ. Rất là sâu. Nó ở một cái hai cái dế cây ấy. Đây một bên dế và đây một bên dế. Không thể lấy được. Ôi, mò xuống chỉ được một ít này thôi. Này, tổ này mới làm hay sao ấy? Mới về. Ôi. Xuống, 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 xuống. Xuống với anh em. Vãi mồ hôi. Đuổi ra đây mà. Ghê thật đấy. Đi xuống đây anh em ơi. Đi xuống suối. Đánh nó đuổi. Biết nó còn đuổi không đây? Tôi bỏ áo ở đây đã. Xem ạ. À không, không, không có. Sướng quá, mát quá. Ui, như này mới mát này, như này đúng là ở trong như cái lò luôn anh em ạ, trong cái áo như cái lò luôn, chết thật.
dùng nước này anh em ơi, thở rồi đó. Uống ngụm nước còn bị sặc nữa, chết thôi. Bắt hai tổ, một tổ nó mới về sao ấy, được nửa tháng rồi nó cũng không lên anh em ạ, nó cũng không làm ấy, không được gì. À, còn một tổ thì được bao nhiêu nhỉ? Được khoảng hai miếng của nó. Đây này, quay cho anh em xem này. Cái này được khoảng 2 miếng của nó, cũng khá là mẩy đấy. Nhưng mà miếng đầu mình lấy, mình rất là vớ rồi, thế là nó bẩn. Nhưng mà thực sự là quá là mẩy đấy, mẩy đấy. Anh em thấy không? Nếu mà mình còn lấy được cái tổ này thì chắc là cũng được khá khá đấy anh em ạ. Lấy được thêm mấy miếng nữa. Đây là lấy được 2 miếng, cố lắm rồi. Lúc đầu mình nghĩ là mình phải từ bỏ cơ. Rồi. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình nhé. Video mình xin được kết thúc ở đây đây. Anh em xem video của mình thì nên cho mình một like và đăng ký kênh nhé, để mình có thêm nhiều động lực để phát triển cái kênh này lên nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình. Xin chào tất cả anh em.